Nhà thờ Đức Bà Reims ở Pháp. Công trình kiến trúc theo phong cách High Gothic này là một địa danh lịch sử, nơi diễn ra 25 lễ đăng quang của các vị vua nước Pháp từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 19. Việc xây dựng nhà thờ Reims bắt đầu vào năm 1211 với sự kết hợp một số kỹ thuật kiến trúc mới, sau này đã trở thành yếu tố đặc trưng của kiến trúc High Gothic ở Pháp. Nhà thờ có 3 cửa lớn không bằng nhau, cửa giữa cao nhất và rộng hơn 2 cửa kia. Quanh ba cổng vào lộng lẫy là những tác phẩm điêu khắc chạm trổ hết sức lôi cuốn, ám chỉ và gợi nhắc nhiều điều trong Kinh Thánh. Toàn bộ không gian bên ngoài nhà thờ là hình ảnh miêu tả các nhân vật tôn giáo, trong đó có các vị tông đồ, các nhà tiên tri cũng như cảnh ngày phán xét cuối cùng. Có mặt từ thời Trung Cổ và nhà thờ Đức Bà Reims vẫn luôn đứng hiên ngang, sừng sững trước những thăng trầm và biến động của nước Pháp tươi đẹp. Do đó, nếu có dịp đi tour du lịch Pháp, bạn nhất định không nên bỏ qua địa danh này. Nhớ nhấn like và follow để tiếp tục theo dõi những video của Victorious nhé!